chia sẻ về cái chuyện học hành của mình. Thì bây giờ thì mình đang đi du học ở Nhật. Thì thực sự nếu mà nói về trước đó thì mình cũng không ngờ, bất ngờ khi mà mình lại có thể đi du học ở Nhật. Thực sự mình học ở bên này thì mình cũng không có học giỏi, cũng gọi mức tàn tàn thôi à. Nhưng mà ở nói chung về lúc trước á, khi mà ở Việt Nam á, mình học rất là dở. Nhất là khi mà hồi cấp 3 đó, là mình đã chưa tốt nghiệp cấp 3. Tức là khi học xong lớp 10, 11, 12 thì là phải thi tốt nghiệp. Thì lúc đó là mình đã trượt không đủ lấy bằng cấp 3, tức là thiếu 0,5 điểm. Về trượt bằng cấp 3 thì không thể thi được vào đại học ở Việt Nam rồi. Và sau đó mình đã đi học nghề ở Việt Nam nữa, mình đã học nghề 2 năm. Khi học nghề xong thì mình đã cố gắng học tiếng Nhật, xong rồi chuẩn bị một số thứ cần thiết. Và sau đó để đi du học Nhật, thực sự để mà được đi du học Nhật bên này, mình cũng là ngỡ ngàng. Nhưng mà mình do mình phải cố gắng lên thôi. Thì mình muốn chia sẻ là một số bạn khi mà ở Việt Nam, mặc dù cho dù là học không giỏi, nhưng mà cái đó không phải là vấn đề. Nếu mà mình không học giỏi bằng như những người khác thì mình hãy chọn những cái con đường khác. Như mình thì là mình không đi đường thẳng được thì mình đi đường vòng. Thì học mà không phải còn trẻ mới học đâu, mà là bất cứ khi nào, đến khi mà già vẫn có nhiều điều lắm để mà học hỏi và tìm thấy cái điều đó hay. Thì để học hỏi thì mới trải nghiệm được nhiều thứ và bạn mới thấy nó thú vị thế nào. Và mình ở bên này thì nói là học, đi du học học thế thôi, nhưng mà thực ra cũng mình thấy mình học cũng bình thường mà. Về mình thấy đó, đối với mình là đi trải nghiệm á, đi học rồi đi trải nghiệm, thực sự mà nói mình đã nhận được rất nhiều trải nghiệm quý báu khi mà đi du học xa nhà. Có nhiều thứ thực sự mình lần đầu tiên là phải gặp, phải giải quyết nó. Chứ như ở Việt Nam thì là nhiều cái nói chung là mình không dám tự tin làm, hay là nhút nhát, hay là có người khác làm, hay là bố mẹ làm hết. Thật sự mà nói đi du học với mình là làm cho mình trưởng thành hơn rất nhiều. Thì mình muốn chia sẻ là khi mà cái con đường á là do mình tự mình mở ra. Chứ nếu mà nói về may mắn thì cũng chỉ là đó do mình tự tạo may mắn cho mình thôi, chứ không có gì mà tự nhiên mà đến hết cả. Thì bây giờ mình đi du học thì mình cũng học còn khoảng 2 năm nữa. Và mà nói ở một đất nước Nhật Bản như thế này thì không có người thân thích thì rất là buồn, rất là chán. Về nhiều lúc á, nhất là buổi đêm buổi tối khi mà về nhà, nhớ lại cảnh nhớ nhà, nhớ người thân, nhớ cha mẹ, rất là buồn, rất là nhớ. Về cuộc sống ở bên Nhật thì
mình thấy thì không có điều gì phải che rồi. Nói chung là cũng cuộc sống đều là tốt, nói chung đầy đủ mọi tiện nghi hiện đại hết cả. Nhưng mà kèm vào đó thì cũng có những nỗi buồn riêng. Thì mình cứ nói chung cứ phải cố gắng trải qua cái giai đoạn khó khăn thôi. Thì mình muốn chia sẻ sơ về cái việc học của mình. Thì mình cho các bạn một số thông tin, ví dụ như là đi du học ở bên Nhật á, thì là chẳng hạn như không cần nhất thiết là phải cứ học giỏi đâu. Còn những bạn đó, những bạn mà học giỏi thì đó là những bạn đặc biệt rồi, cái đó mình không phải thay bàn cãi được nữa. Nhưng mà bây giờ thời nay thì du học sang bên Nhật cũng rất là dễ rồi. Bây giờ mỗi năm là nhiều bạn nói chung là dễ dàng đều có thể đậu visa đi sang du học Nhật, và các thủ tục cũng thế, cũng dễ dãi hơn trước rất là nhiều. Và mình thấy là các bạn nên, nếu mà được á, nếu mà có điều kiện thì các bạn nên là đi du học để ra có thể trải nghiệm khám phá rất là nhiều thứ. Trong khi nếu mà chúng như mình, nếu mà ở Việt Nam suốt mãi á, thì là nói chung mình không thể biết được những điều hay, những cái hay đâu. Những cái gì hay của người ta thì mình cứ học thôi. Thực sự mình cũng học được rất nhiều thứ như về con người, về đất nước, về văn hóa ở bên Nhật. Thì mình học hỏi được những thứ đó thì mình đúc kết ra cái kinh nghiệm cho mình. Và sau đó mình làm cho cuộc sống của mình nó bớt nhàm chán đi, nó bớt tẻ nhạt đi. Và bây giờ mình cũng đến gần trường rồi. Và sau đây mình sẽ kết thúc video. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xem video của mình. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.